Và thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục xin phép được kể quý vị nghe những ngày tháng mà đơn vị chúng tôi đánh Phỉ ở khu Quang Khẩu, tiểu khu 12 của Phỉ. Thì hôm nay tôi xin được kể tiếp. Thì thưa quý vị, là trung đoàn thì rút ra, một đơn vị chúng tôi thì chưa được rút ra, phải ở lại. Thưa quý vị, là nhiệm vụ của chúng tôi, một cái nhiệm vụ chính trị, cũng nói với quý vị biết là nhiệm vụ chính trị của bộ đội chúng tôi, quân tình nguyện Việt Nam của ta ở Lào á, hay chúng tôi hay dùng cái từ gọi là làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào. Đấy. Thì đối với đơn vị và bộ đội, bộ binh, lính bộ binh như chúng tôi á, nhiệm vụ của chúng tôi chính trị quan trọng nhất đó là diệt Phỉ, thu giành dân. Đấy là nhiệm vụ của chúng tôi. Nói là thì có vắn tắt có thế thôi, nhưng mà như như hôm trước tôi cũng nói quý vị là Phí thì cầm dao vô rừng thì nó lại thành dân chứ làm sao là Phí được, đúng không? Thế rồi là nó cầm súng vào rừng thì nó lại thành Phí. Đấy, thì nhiệm vụ của tôi là diệt Phí, thu giành dân. Thì bạn thì tất cả khi ta bộ đội ta đánh vào các cái bản Phí ở trong rừng sâu á, thì tất nhiên là Phỉ nó bắt cái những cái dân bản và đi theo họ, theo chúng thôi. Cho nên là bản thân người ta cũng không muốn vào trong rừng như vậy. Thì bệnh tật rồi là lương thực thực phẩm nó cũng cũng ấy. Thứ hai là bọn Phỉ nó bắt là người dân cũng phải canh tác, phải có lương thực để nuôi bọn Phỉ. Để một đại đội Phỉ nó hoạt động mấy như vậy. Hôm sau tôi kể quý vị là cái khu khu Ca Sĩ, Mường Ca Sĩ, tức là huyện Ca Sĩ của tỉnh Vang Viêng, thì có một cái tên 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 Phí cầm đầu mà khét tiếng, đó là cái thằng Khoáng Sử. Thằng này nó nổi tiếng từ năm 1977 kia. Thì hôm sau tôi sẽ kể quý vị nghe là cái thằng Khoáng Sử này, thằng Phí này nó hoạt động như thế nào. Đấy. Thế thì bộ đội ta đánh mạnh ở trong rừng, đánh mạnh vào kinh tế, thì Phỉ nó sẽ dân Phỉ nó phải ra đầu hàng, và chính quyền Lào họ sẽ cung cấp lương thực rồi cho họ làm nhà, hỗ trợ cho họ làm nhà, rồi thuốc men chữa bệnh, rồi cấp giống cho họ để họ tái lập cuộc sống mới. Thì nhiệm vụ của tôi đó là diệt Phỉ, thu giành dân. Đấy. Thì thưa quý vị, là khu Quang Khẩu với 120 nóc nhà, không biết dân là bao nhiêu thì không biết, nhưng xem cái dãy lúa thì thấy là nó kinh khủng thế nào. Tôi nhớ không nhầm, bằng cách ước lượng của tôi thôi, tôi đoán cả một cái cánh rừng nó dài, có khi kéo dài hàng chục cây số như vậy, chỉ có dãy lúa không là dãy lúa, nó nối tiếp nhau như vậy, hết qua đồi này sẽ đến quả đồi khác, và cứ thế nó nối nhau như vậy, hàng chục cây số như vậy, chỉ có lúa không, trên vàng một màu. Thế thì trung đoàn rút ra thì đơn vị chúng tôi ở lại. Chúng tôi làm cái việc gì ở trong đó? Nhiệm vụ của chúng tôi đó là vừa vừa chốt, vừa đi mai phục Phỉ, và nằm ở đó khi nào mà cái bông lúa nó khô, mà đang mùa khô mà nó chết, nó rục, nó khô, nó rục như thế này này, rồi gặp mưa nó mọc mầm ra, tức là không thể ăn được nữa, thì bọn tôi mới được ra cơ đó. Hoặc là nếu bọn có thể đốt đi, đốt cháy hết đi, thì bọn Phỉ nó đói thì dân nó phải ra đầu hàng hết, ra với ở ra đầu hàng cách mạng hết. Thì nhiệm vụ của tôi là có cái nhiệm vụ là nơi trong đấy gác cái dãy lúa của Phỉ, gác cái dãy lúa của Phỉ. Và chúng tôi có một cái nhiệm vụ này cũng rất là ấy chứ, tức là đi đánh Phỉ nhưng mà chúng tôi phải tự túc lương thực. Tiểu đoàn rút ra rồi, trung đoàn rút ra hết rồi, không còn lực lượng vận tải cấp gạo chúng tôi nữa, hết rồi, gạo lương hết rồi, thì chúng tôi lấy gì mà ăn mà sống đó. Cái dãy lúa là cái cung cấp lương thực của chúng tôi.
Nhưng mà lúa ngoài đồi để mà có mà bỏ vào nồi mà nấu thì cả một vấn đề, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu là cử người xuống xuống bản á, xuống bản. Chứ một tiểu đội xuống đi gác xung quanh cái bản, còn một tiểu đội xuống đó xem có thúng mũng dần sàng, rồi cối rồi chày, cổ phỉ có cái gì vác khênh hết lên trên chốt, khênh hết. Đấy. Rồi gặt lúa về, chúng tôi đi gặt lúa về, mà lấy lúa về thì phơi, về có cái chỗ phơi chứ. Ở dưới nó có cái bức phên mà nó ngăn đi vách hoặc là cái gì đấy mà có thể phơi được lúa. Cũng tôi bộ đội tạo khành về hết. Đấy. Thưa quý vị, khành hết về, bỏ hết lên chốt. Thì đơn vị tôi này bắt đầu phải cử này, một lực lượng ở nhà để bảo vệ chứ, phải bảo vệ chốt của mình chứ, có một đơn vị đấy. Còn một số anh em là phải đi gác, gác cái tuyến đường mà từ cái chỗ đại đội tôi đi sang cái dãy lúa khoảng một cây số, thì phải rải quân ở đó để mà gác, để cho anh em đi tốt lúa. Một tiểu đội ở nhà, một đơn vị ở nhà chỉ có nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ là giá gạo và phơi lúa, giá gạo phơi lúa. Còn một cái đơn vị là chỉ có nhiệm vụ đi tuốt lúa thôi. Mà tuốt lúa thì bên đó mình chỉ có liềm có cái mà gạt, đi gạt đâu. Tức là lấy cái tất tay, cái tất chân của ta đây này, đeo hai cái tay đây, còn đeo cái ba lô đây này, trước ngực cái này. Mà lúa của bên Lào nó tốt lắm, tốt ngang đây này, những cổ này. Thì ra là như thế là cầm như tuốt thế này, tuốt nó chảy vào cái ba lô này, đẩy gùi về. Mà thứ vị là mùa khô thì lúa thì cũng cơ bản nó gần khô gần hết rồi. Về phơi vài nắng là có thể là giã gạo ăn được rồi. Mà gạo ngon lắm, gạo phí nó ngon lắm, gạo mới mà nấu ăn rất là thơm và ngon, ăn thích lắm. Thế thì thưa quý vị là, nhưng mà đi tuốt lúa cũng không kém phần nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Thưa quý vị là cái đồi lúa như vậy, bộ đội mình lên đi tuốt lúa là phơi mình nữa đó, phơi mình ở đây chứ, sợ lắm chứ. Đứng giữa cái đồi lúa mà đi tuốt lúa thì có một phí bắn chết cha. Súng đạn M79 rồi súng rồi thế này thế kia bắn cho con mà chết à. Thì cũng phải có cách. Thì một lần tôi dẫn anh em đi tuốt lúa rất nhiều lần, nhưng mà cái cách cơ bản là con tôi là bằng cách này. Khi đi lấy đi tuốt lúa có phí về á, thì cũng phải áp dụng theo cách là đi thừa. Giống như vậy là như các cái video trước tôi đã kể quý vị, chứ đi thừa rồi, vẫn không đi dày. Cái thứ hai nữa là khi đến cái bờ rừng á, đến cái bờ rẫy, rẫy lúa của phỉ á, thì phải cho một đến hai người ngồi ở đó gác, vừa gác vừa phục phỉ xem có phỉ không. Không may nó mò, mình bộ đội mình đang tốt lúa lên đây, bò nó bắn lên chết cha này đấy, phí nó bắn vô thì sao. Thứ hai nữa là kinh nghiệm tôi đi tuốt lúa là không bao giờ tuốt sát bìa rừng, sát bìa rừng nguy hiểm lắm. Chúng tôi đi tuốt là vào cái chỗ mà đi xa cái chỗ mà cái tầm đạn bắn thẳng á, làm sao mà cái súng AMR-15 mà nó bắn không đến nơi được, chỉ chúng tôi dừng lại chúng tôi tuốt lúa. Thế xa bìa rừng ra, xa cái tầm bắn thẳng của phí đi rồi tuốt. Đã đến vị trí tuốt lúa rồi, tuốt thật nhanh rồi, thật nhanh rồi, đầy ba lô chuẩn luôn, không được hiện diện trên đồi lâu. Cho nên anh em chúng tôi là quán triệt với nhau lên, chú thấy lúa là tuốt thật nhanh nào, sau xuống. Và với cách đó, thưa quý vị là đơn vị chúng tôi suốt thời gian nằm ở đấy an toàn. Đó, đấy cũng là một kinh nghiệm và một cái chia sẻ để quý vị và các bạn cùng nghe và cũng biết. Đấy là cái cách của tôi. Còn tất nhiên có những cái đơn vị khác, vì cái có phải là mình đơn vị tôi nằm ở đó đâu, rất là nhiều đơn vị khác nữa, không biết họ thì đi tuốt lúa thì họ đi bằng cách nào thì tôi không rõ. Nhưng với cách của tôi đi rồi như vậy, đi rút ra mà nhìn một cái kho lúa mà đáng ước chừng là nếu chúng tôi mà ở đó thì hết cả mùa khô phải 3-4 tháng sau chưa chắc đã hết ăn hết cái số lúa đó. Nhiều mức độ thôi mà lúa chín như thế. Thì báo cáo với quý vị là nhiệm vụ của chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành ở cái khu khoang khẩu. Đó là lúa bắt đầu, mùa mưa bắt đầu đến, độ ẩm nó cao, lúa nó khô,
bắt đầu nó mọc mầm. Chúng tôi rút quân ra. Đơn vị chúng tôi, cả một cái trận Quang Khẩu đấy, đơn vị chúng tôi an toàn 100%. Đấy. Và sau này chúng tôi được biết là sau chiến dịch đó thì có rất nhiều người dân Phí, dân theo Phí đã ra đầu hàng cách mạng và được chính quyền Lào cung cấp lương thực và bố trí ăn cho họ. Thì cũng nói thật với quý vị là hôm sau nếu có gì tôi xin kể quý vị một cái tất nhiên là dân Phí nó ra đầu hàng cách mạng, nó ở ngoài cách mạng, thế nhưng nó vẫn còn hoạt động Phí. Thì hôm sau có chuyện tôi sẽ kể cái chuyện quý vị một cái câu chuyện là tôi đi đổi chó thì tôi với lọt vào cái bản Phí, cũng suýt nữa cũng toi mạng ở đó. Như vậy ra đầu hàng cách mạng nhưng mà ngấm ngầm nó vẫn cứ hoạt động Phí, nó vẫn cung cấp lương thực thực phẩm ra, nó phát được rẫy, nó trồng được lúa rồi, nó lại vẫn tiếp tục cung cấp cho bọn Phí, thậm chí là chính vợ chồng con của nó lại là Phí đó. Thì thưa quý vị như vậy, ở trong chiến trường Lào thì nếu có quý vị thì thường xuyên nghe chuyện ở Lào á mà đánh Phí á, thì cái bọn Phí này khi vào trong cái bản này thì thưa quý vị là các cái học cụ này của cho bộ đội á, cho bọn Phí á, nó cũng giống như huấn luyện của ta, nó cũng có cái trại huấn luyện đấy, nó có. Chúng tôi vô cũng có thấy có cả doanh trại của nó mà có cả các cái mô hình đó. Ví dụ như quả đạn B-41 nó đẻo ra nó giống như cái học cụ của bộ đội ta có mà. Đấy. Thứ hai nữa là chúng tôi thấy có cả những cái vỏ chai. Vào năm 80 chúng tôi vào trong cái gì là năm mùa khô năm 86. Đi cái trận đó là mùa khô năm 86. Mà 86 lúc đó mình làm chi nó biết được cái chai nước ngọt, cái chai tăng lực. Chứ mà chúng tôi vô bán làm thấy có cái vỏ chai, đọc lên dưới có mấy cái dòng chữ là cái nước tăng lực. Gươm là của bọn Mỹ rồi đó, của quân Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Đó, có không đấy? Có cả cái danh trại huấn luyện, có học cụ đầy đủ luôn, đào tạo bài bản lắm. Yếu là thấy nó dùng này, M79, AR-15, chúng các pin M72, đấy là chủ yếu nó sử dụng. Ngoài ra thì có vũ khí thôi, vũ khí tự tạo, tức là súng kíp, súng kíp mà thấy mọi người nói là cái súng hắn dùng cái đạn K-44, nó bắn không biết là cái dùng cái nòng nữa nòng nào không rõ, nhưng mà cái đạn K-44 nó bắn, đấy nó bắn đạn ria. Nếu mà các quý vị mà theo dõi thì quý vị sẽ thấy là có một câu chuyện tôi đã kể rồi. Đơn vị tôi có cái anh Hào là bị bắn đi đón gạo thì Phí nó bắn đạn ria đấy. Bắn có một phát thôi mà 6 người bị thương đấy. Thì trung đội tôi đã bị anh Hào nó bị thương. Đó. Như thì cái Phí thưa quý vị là vào năm 1988 87 88 thì các quý vị chắc là biết là đến tên Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Minh là nguyên là cũng là một không biết là chuẩn tướng hay thiếu tướng của quân Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa đấy chứ. Ông là bên hình bên đô đốc cái gì bên phó đô đốc của một cái duyên hải của khu miền Trung kia mà. Hoàng Cơ Minh chính là cái kẻ mà là một trong những người thành lập ra cái Đảng Việt Tân. Là một trong những người đảng Việt Tân, đảng phát động. Và nó thành lập ngay tại Thái Lan. Thế thì ông ta muốn đem quân từ Thái Lan về Việt Nam, nếu như không có các cái bản Phí và các cái ấy trong này thì làm sao nó hành quân về được? Làm sao về hành quân qua Lào xong đi về Tây Nguyên được? Lấy gì mà ấy? Thưa quý vị, đeo sơn làm sao mà đeo lương thực ăn đi bộ mà cắt qua rừng đi từ Thái Lan qua Lào xong về Việt Nam nếu như không có các cái bản Phí nằm giữa rừng để cung cấp lương thực và nghỉ chân cho nó thì sao không đi được đấy. Thì nói như vậy là để quý vị thấy là cái bản Phí trong đó nó chính là các cái trạm dừng chân và nơi cung cấp lương thực thực phẩm cho các cái bọn phản động ở nước ngoài. Nó đánh chính nó tấn công vào các cái vào chính quyền Lào nhưng mục đích sâu xa nó còn là về Việt Nam. Đấy. Cái trận đánh với đánh cái quân Hoàng Cơ Minh hành quân từ Thái Lan
đi về Việt Nam. Thì Hoàng Cơ Minh là dẫn quân đi đánh, nhưng mà đi qua là đi dưới Hạ Lào. Dưới Hạ Lào nên bị phá thét Lào và bộ đội ta chặn đánh. Đến giữa đường thì là bị ta đánh cho tàn tác luôn, hắn còn hơn 100 thằng, có hơn trăm, khoảng hơn 100 tên phỉ đưa về Tây Nguyên Việt Nam, định đi về ngã ba biên giới giữa Việt Nam, Lào với Campuchia ấy. Nhưng đi dọc đường là bị phá thét ta chặn đánh, cộng với bộ đội ta nữa đánh. Cho Hoàng Cơ Minh thì là bị bộ đội ta tiêu diệt tại trận, chết gần hàng trăm thằng, mà Hoàng Cơ Minh bị thương sau đấy tự sát. Còn có mấy chục thằng chạy thoát thôi mà. Trong lúc đấy Hoàng Cơ Minh nó rêu rao là nó cả một trung đoàn quân từ Thái Lan hành quân về Tây Nguyên hồi trước ta chắc nghe. Thế nên năm biết là năm 88, 87, 88 đấy. Thì nó hành quân qua ở dưới Hạ Lào về Việt Nam thì dọc đường bị tham pha thét với bộ đội ta đánh tam tành. Bắt sống được một ít đấy. Cũng bắt sống được một ít. Thì lúc đấy, nhưng mà nói để quý vị biết là hắn hành quân như vậy mà không có cái bọn phỉ, không có cái bản làng nằm giữa đấy thì khó mà về. Chỉ cần chặn đánh dọc đường là hắn chết rồi, không thể về được. Đấy. Cho nên là giúp bạn cũng chính là giúp mình là cái chỗ đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.